Phương Trinh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đồng hành Hàn Việt lúc 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Quý khán giả thân mến, cuối năm 2018, ngành nông nghiệp nước ta đã cho ra mắt logo thương hiệu gạo Việt và đây được xem như là một động thái quan trọng, là tiền đề giúp tạo ra nhiều bước tiến mới của ngành lúa gạo Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt phải nói là dòng sản phẩm gạo sạch, một trong những sản phẩm hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Vậy như thế nào là gạo sạch và thị trường gạo sạch ở Việt Nam hiện đang diễn tiến như thế nào? Đây là những nội dung chúng tôi sẽ cùng tìm hiểu với quý khán giả thông qua một số những tiêu điểm như sau. Gạo Việt chất lượng cao và câu chuyện xuất ngoại. Gạo Việt và chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Địa điểm nghỉ dưỡng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ. Còn bây giờ xin kính mời quý khán giả cùng với Phương Trinh điểm qua một số thông tin đáng chú ý qua chuyên mục Bản tin doanh nghiệp. Sắp tới đây, một số chương trình triển lãm chuyên ngành diễn ra tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương sẽ là điều kiện để doanh nghiệp mở rộng quảng bá, sản phẩm, giao lưu hợp tác, thu hút khách hàng cả trong và ngoài nước. Cụ thể, việc Baby Fair 2019, triển lãm quốc tế sản phẩm dành cho mẹ và bé năm 2019, diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại địa điểm này, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2019, triển lãm Viễn thông Công nghệ Thông tin và Truyền thông sẽ được tổ chức. Tiếp theo đó, từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2019, triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam 2019, VIMF 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương. Sự kiện trong ngành vận tải là triển lãm quốc tế về phương tiện giao thông vận tải và công nghiệp hỗ trợ 2019. Sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia NCC Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019. Đây sẽ là cơ hội để các nhà sản xuất, nhà cung cấp thương mại trong và ngoài nước giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới, đồng thời gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp khách hàng, tìm kiếm đại lý và nhà phân phối, phục vụ nhu cầu mở rộng thị trường và định hướng kinh doanh trong tương lai. Theo quy định tại thông tư số 17 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành năm 2019 về việc ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, giá dịch vụ vận chuyển hành khách được quy định cụ thể như sau. Mức giá vé tối đa hạng phổ thông cho một chiều đi với khoảng cách dưới 500 km áp dụng cho nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội là 1.600.000 đồng mỗi vé, nhóm đường bay khác là 1.700.000 đồng mỗi vé. Đối với khoảng cách từ 500 km đến 850 km, giá tối đa là 2.200.000 đồng mỗi vé. Từ 850 km đến 1.000 km, giá tối đa áp dụng là 2.790.000 đồng mỗi vé. Và mức áp dụng cho chặng bay từ 1.000 km đến 1.280 km là 3.200.000 đồng mỗi vé. Cự ly một chiều từ 1.280 km trở lên sẽ là mức 3.750.000 đồng mỗi vé. Toàn bộ mức giá tối đa như trên đã bao gồm chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ các khoản thu sau đây: thuế giá trị gia tăng, các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ bảo đảm an ninh, như giá phục vụ hành khách, giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý, khoản giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu rèn luyện thể lực, chăm sóc sức khỏe của người dân những năm gần đây. Ngành hàng sản xuất và kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ, thời trang thể thao tại Việt Nam vì vậy cũng ghi nhận tăng trưởng vượt bậc. Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu bảo hộ toàn cầu, xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới, doanh nghiệp trong ngành cũng tập trung khai thác tiềm năng ở thị trường nội địa. Theo đó, với hai nhà xưởng quy mô hơn 30.000 m2 chuyên sản xuất các loại dụng cụ như bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền và sản phẩm thời trang thể thao cho cả nam và nữ. Công ty cổ phần dụng cụ thể thao Delta cũng đầu tư phát triển hệ thống phân phối mở rộng ở khắp các tỉnh thành, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong nước. Công ty đầu tư khoảng tầm 70 đến 80 tỷ đồng cho cái công việc như là thứ nhất là cái đổi mới về công nghệ. Tức là chúng ta phải thay đổi công nghệ liên tục để đáp ứng được là cái chất lượng của cái sản phẩm càng ngày càng nâng cao. Cái thứ hai là cái đầu tư về các cái trang thiết bị và những công đoạn mà sử dụng nhiều nhân công, công ty là đầu tư các trang thiết bị mà mang tính tự động hóa cao. Và cái thứ ba là cái đầu tư vào trong các cái máy móc thiết bị để đo lường, kiểm tra các cái nguyên vật liệu
cũng như là đầu ra. Cũng theo đại diện đơn vị, dự kiến trong năm 2020, hệ thống 70 cửa hàng của doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt doanh thu 510 tỷ đồng trong năm 2019. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, Việt Nam đang giữ vững vị thế là một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, với sản lượng xuất khẩu trung bình hàng năm từ 5 đến 7 triệu tấn, kim ngạch đạt 2,5 đến 3,5 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2011 đến 2017. Đến năm 2018 là năm bội thu của hạt gạo Việt xuất khẩu khi đạt sản lượng hơn 6 triệu tấn với kim ngạch 3,03 tỷ đô la. Giá gạo xuất khẩu những năm qua cũng tăng mạnh, từ 452 đô la mỗi tấn vào năm 2017, tăng lên 502 đô la mỗi tấn năm 2018. Trong đó, tỷ trọng gạo chất lượng cao chiếm tới 80%. Việc tăng giá gạo xuất khẩu trong năm qua là kết quả của quá trình tái cấu trúc ngành sản xuất lúa gạo, khi cơ cấu gạo đã chuyển dịch theo hướng giảm phân khúc gạo chất lượng trung bình và thấp, tăng phân khúc gạo chất lượng cao. Đây cũng là hướng đi đã và đang được không ít doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả. Với việc ứng dụng công nghệ cao trong quy trình trồng và chăm sóc, gạo Việt hiện nay được nâng cao về chất lượng, đồng thời được đầu tư kỹ càng về bao bì mẫu mã, từ đó góp phần gia tăng sự thu hút người tiêu dùng. Chính vì thế, ngay tại thị trường nội địa, mỗi năm ngành gạo cung cấp khoảng 20 triệu tấn cho người tiêu dùng trong nước. Trong đó, các loại gạo cao sản, gạo hữu cơ đang chiếm từ 70 đến 80% với giá bán khá tốt. Thì từ năm 2015 á, thì cái mô hình lúa hữu cơ do Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam của chúng tôi đứng ra là tổ chức phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ Trà Vinh và bà con nông dân ở huyện Châu Thành, cái vùng hai xã Long Hòa và Hòa Minh đã tổ chức thành công cái mô hình rất lớn, hàng trăm hecta sản xuất lúa hữu cơ được chứng nhận quốc tế theo tiêu chuẩn của Mỹ, của Nhật và của Châu Âu. Thì đến nay vẫn đang còn tiếp tục. Chẳng hạn như những giống phẩm chất cao, đó là những giống là ET24, là cái giống mà đứng top 3 thế giới của tác giả Hồ Quang Cua, rồi ET5, rồi là các giống của Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, ví dụ như giống OM7900, 6976, Jasmine, v.v. thì cũng có thể làm lúa hữu cơ, đó là những giống mà chất lượng cao và thơm. Dù đạt được nhiều thành quả nhưng có một thực tế là đầu ra của hạt gạo Việt vẫn chưa ổn định và luôn chịu rủi ro về giá. Do đó, theo quyết định số 942 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 3 tháng 7 năm 2017, giai đoạn từ năm 2021 đến 2030 dự kiến sẽ xuất khẩu 4 triệu tấn gạo mỗi năm. Giá trị vào năm 2030 đạt 2,3 đến 2,5 tỷ đô la. Để đạt được mục tiêu ấy, thì gạo thương phẩm cấp thấp và trung bình không vượt quá 20%, tăng tỷ trọng gạo trắng cấp cao lên 25%, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo Japonica chiếm 30%, gạo nếp chiếm khoảng 20%. Còn lại là các loại gạo có giá trị gia tăng cao như gạo dinh dưỡng, gạo đồ, gạo hữu cơ. Mục tiêu đến năm 2030, gạo trắng xuất khẩu chiếm khoảng 25%, gạo cấp thấp không quá 10%, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo Japonica chiếm 40%, gạo nếp chiếm khoảng 25%, các loại gạo có giá trị gia tăng cao phải đạt hơn 10%. Ngoài ra, việc xây dựng thành công thương hiệu gạo Việt cho người Việt cũng sẽ là một trong những yếu tố quan trọng tạo nền tảng vững chắc để đưa hạt gạo nội địa nâng cao giá trị xuất khẩu trong thời gian tới. Phương Trinh và Sao Mai hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn. Kính thưa quý khán giả, Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp sở hữu hàng trăm giống lúa gạo khác nhau. Và có lẽ xuất phát từ đặc thù này cho nên hầu hết người Việt Nam khi mua các loại gạo về sử dụng thì thường ít quan tâm đó là giống lúa gạo nào. Bởi lẽ hiện nay có một mối quan tâm lớn hơn còn đang hiện hữu, đó là loại gạo đó có sạch hay không. Theo Sao Mai thấy thì ngoài gạo sạch, trên thị trường hiện nay còn có khái niệm gạo hữu cơ, nhưng không rõ hai loại gạo này có gì khác nhau hay không. Và để giúp cho Sao Mai cũng như quý khán giả hiểu rõ hơn về vấn đề vừa nêu, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin. Khái niệm để phân biệt gạo hữu cơ và gạo sạch thì gạo hữu cơ là gạo theo cái
một số cái tiêu chuẩn về hữu cơ. Thì hiện nay chúng ta có những cái tiêu chuẩn có thể là công nhận để đánh giá và cấp chứng chỉ, thì đó là gạo hữu cơ được chứng nhận. Và gạo hữu cơ mà chúng ta chỉ làm theo cái phương pháp là đạt những cái yêu cầu đó, tiêu chuẩn đó, nhưng mà chúng ta không công nhận thì cũng là xem là gạo theo hướng hữu cơ. Thì gạo theo hướng hữu cơ hoặc là gạo được chứng nhận hữu cơ là gạo mà được là sản xuất theo một cái quy trình khá là nghiêm ngặt, không chịu dùng thuốc trừ sâu, trừ cỏ, hóa học hoặc là chất kích thích sinh trưởng, hoặc là giống cây trồng, hoặc là vật liệu cây trồng biến đổi gen, hoặc là phân bón hóa học, và thay vào là những cái phân hữu cơ và phân vi sinh mà được chế biến theo một cái quy trình cụ thể và được là tổ chức chứng nhận hữu cơ là chấp thuận. Còn gạo sạch là nói chung là một cái từ mà có thể cũng khá là hơi mơ hồ, bởi vì nó theo một tiêu chuẩn rất là nhiều cái tiêu chuẩn mà có thể thương mình có thể khái niệm là nó đảm bảo một cái số cái tiêu chuẩn an toàn thôi. Ví dụ như thử là nó hạn chế sử dụng cái phân bón hóa học quá nhiều. Thì hiện nay là gạo sạch nó rất nhiều chương trình, chẳng hạn như gạo sạch sẽ theo cái chương trình của là SAP, là hoặc là gạo sạch theo chương trình Việt Gap, hoặc là gạo sạch theo chương trình Global Gap, hay là gạo sạch kiểm soát dư lượng của một số công ty. Mà khi nông dân tham gia cái chuỗi liên kết đó, công ty sẽ test cái dư lượng ở trong cái sản phẩm đó mà đạt không nhiễm những cái dư lượng đó, có thể là 7 chất hay là 5 chất hay là 10 chất, thì công nhận là gạo sạch và đáp ứng cho vấn đề xuất khẩu. Hiện nay là rất nhiều các cái mô hình gạo hữu cơ ở tại cái vùng lúa tôm. Thì nói rằng là cái gạo ở vùng này khẳng định là hữu cơ hay chưa, thì cũng là chúng ta cũng cần phân biệt rõ. Ở đấy thì bà con ở vùng lúa tôm, tùy theo vùng mà bà con, hoặc tùy theo cái tập quán canh tác mà bà con, thì cơ bản là gọi là gạo hướng hữu cơ, bởi vì nó sử dụng rất ít là cái tạp nhân về hóa học, ví dụ như phân bón rất ít vì cái đất đai đây là phù sa, rồi chỉ trong một vụ lúa thôi và sau một cái vụ tôm. Mà vụ tôm thì cái dinh dưỡng từ con tôm nuôi tôm và dinh dưỡng trong quá trình mà phân hóa chất hữu cơ trong đất trong nước để lại cho cây lúa, cho nên là bà con cũng sử dụng phân bón rất là ít. Đồng thời là vì cái yếu tố bà con đang nuôi thủy sản, đặc biệt là con tôm, thì giá trị con tôm là quý hơn cây lúa, cho nên là đó là một cái điều kiện để cho bà con mình là tự giác là ít sử dụng cái thuốc hóa học, cho nên nó hướng về hữu cơ rất là tốt. Chị Phương Trinh biết không, sao Mai cũng may mắn là đã có cơ hội dùng thử loại gạo vùng lúa tôm như các chuyên gia vừa chia sẻ. Quả thật, nhờ vào việc được trồng trong ruộng nuôi tôm nên hạt lúa được nuôi dưỡng bằng nhiều chất hữu cơ từ vụ tôm trước, và hạt gạo cũng có hương vị đặc biệt, thơm ngon hơn. Và không chỉ lúa gạo ở vùng lúa tôm như sao Mai vừa nêu, hiện nay nhiều cánh đồng lúa gạo hữu cơ cũng đang cho ra thành phẩm là gạo chất lượng cao. Chính vì lý do này, diện tích trồng lúa gạo hữu cơ đang được nhân rộng lên rất nhanh ở nhiều vùng miền. Bây giờ mình cũng đi trở ngược lại, tức là phân biệt giữa cái sản phẩm thiên nhiên và sản phẩm hữu cơ. Sản phẩm thiên nhiên là sản phẩm mà dựa vào cái sinh trưởng và phát triển trong cái điều kiện tự nhiên thôi. Sản phẩm đó thì nói chung là đa số là tốt, tuy nhiên là cũng không phải là hoàn toàn là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì là có một số cái sản phẩm thiên nhiên nhưng mà nó ở trong một cái điều kiện sinh thái là có thể chưa được kiểm soát thì có khi cũng là không được tốt. Còn về sản phẩm được hữu cơ được nhận thì chúng ta kết hợp giữa cái truyền thống của bà con đang sản xuất, mình áp dụng cái cơ giới hóa, máy móc hiện đại để mình sản xuất hữu cơ. Chẳng hạn như những cái vùng lúa tôm của chúng tôi cũng đang áp dụng một số cái máy móc về thu hoạch, nó phù hợp trong cái điều kiện lúa tôm, máy nhẹ, máy nhỏ, phù hợp trong cái điều kiện đồng ruộng lầy sụt và sâu, vân vân. Rồi chúng tôi đang hướng đến là có thể dùng những cái động cơ để mà phun các cái chế phẩm hữu cơ cho cái trồng, hoặc là bón phân, vân vân, hoặc là cấy, vân vân. Thấy những cái tập quán mà cũ của bà con mình có cái cách là rất là thiên nhiên trước đây, chúng ta đi vào cái vấn đề là kết hợp giữa cái truyền thống và hiện đại để làm sao cho cái sản hữu cơ là đáp ứng được các cái nguyên lý về hữu cơ, các cái tiêu chuẩn do các cái bên cấp chứng nhận đề ra, nhưng đồng thời là đảm bảo được cái an toàn sạch. Ví dụ như chúng tôi làm ở tại Trà Vinh thì đa số là giống ST5 Sóc Trăng,
Cà Mau thì cũng làm giống ngày thêm 4. Và ngoài ra thì Cà Mau cũng làm thêm ON 2517. Để đảm bảo chất lượng của gạo thành phẩm khi phân phối ra thị trường, thậm chí một số doanh nghiệp đã lựa chọn hướng đi sản xuất lúa gạo theo phương pháp xưa, nghĩa là toàn bộ công đoạn trong trồng trọt, thu hoạch đều phải thực hiện bằng phương pháp thủ công như gặt bằng tay. Thực tế, gạo sạch được sản xuất bằng phương pháp thủ công như ngày xưa và phương pháp sử dụng máy móc công nghệ hiện đại có chất lượng khác nhau hay không? Chúng ta hãy cùng đến với thông tin ý kiến sau đây để tìm hiểu rõ hơn. Theo quan điểm này là chúng tôi nghĩ rằng là không hoàn toàn là đúng, tùy theo vùng thôi. Trên cái vùng miền núi thì mình có thể chấp nhận cái phương pháp sản này. Tuy nhiên đến cái vùng mà lúa tôm hiện nay thì chúng tôi cũng đang từ từ thay đổi cái cách thu hoạch này. Bởi vì cách thu hoạch này làm cho cái lúa giải phóng chậm và cái khâu chế biến chậm, thì để trên đồng ruộng một hai ngày nó sẽ chuyển cái chất lượng của lúa, không đảm bảo được cái tiêu chuẩn mà đã hữu cơ rồi, nhưng mà cái chất lượng không ngon thì cũng rất là nguy hiểm. Cho nên các doanh nghiệp mà chúng tôi tham gia thì họ đang cùng với địa phương, nhà nước, chính quyền địa phương đang quan tâm, họ đang hỗ trợ mấy cái máy móc nhỏ như hồi nãy chúng tôi có nói đó, cho cái vùng lúa tôm để tăng cái khâu thu hoạch nhanh gọn hơn để cho bà con nông dân giải phóng nhanh và mình tiết kiệm được lao động. Bằng việc ứng dụng nhiều phương pháp trồng trọt khác nhau để tạo ra những loại gạo sạch cung cấp cho thị trường, năm 2018, tỷ trọng gạo chất lượng cao xuất khẩu đã chiếm đến 80%. Trên cơ sở này, công tác nghiên cứu khoa học để tạo ra những giống lúa gạo có năng suất và chất lượng cao hơn so với hiện nay cũng được thúc đẩy trong thời gian tới. Để mà nâng cao cái giá trị của thương hiệu gạo Việt Nam thì mình phải thay đổi cái tập quán sản xuất của người nông dân. Và bên cạnh đó thì về phía nhà nước là cần phải thay đổi cái việc ứng dụng cái một số cái hóa chất trong nông nghiệp mà hiện nay là trên thế giới người ta yêu cầu là mình phải thay đổi hoặc là mình giảm bãi bỏ, ví dụ như một số thuốc cỏ hay là một số thuốc sâu mà nó nằm trong cái danh mục dư lượng mà không được phép sử dụng thì mình phải thay thế vào, hoặc là mình vận động bà con mình là một cái thay đổi cái tập quán canh tác theo cái hướng là an toàn thực sự và hữu cơ, thì như vậy là chúng ta là đảm bảo được cái gạo sạch hơn. Vùng lúa tôm chúng ta là một cái tiềm năng rất lớn về cái lượng hướng gạo an toàn và hữu cơ gạo sạch, thì chúng tôi thì nghĩ rằng là sắp tới chúng ta cần phải thay đổi cái cách sản xuất của chúng ta để đẩy mạnh cái vùng lúa an toàn này, làm cho cái sản phẩm lúa gạo chúng ta nó sạch, nó dồi dào hơn để cung cấp cho thế giới, thì như vậy là chúng ta nâng cái chất lượng và cái thương hiệu chúng ta ngày một cao hơn. Bên cạnh những cái giống về chất lượng thì chúng ta càng đẩy mạnh rồi, ví dụ như những giống mà gạo ngon thơm, ví dụ như là OM 900 hay là ST24 mà chúng ta hiện nay đang vân vân mà chúng ta có thể phát huy những cái giống đó, thì chúng ta cũng cần những cái giống mà thị trường yêu cầu, mặc dù chất lượng thấp nhưng mà ngay cả hữu cơ người ta còn nhu cầu nữa, thì chúng ta cũng đẩy mạnh sản xuất, miễn sao là chúng ta đảm bảo được uy tín về chất lượng trên thị trường, như vậy thì cái thương hiệu gạo chúng ta ngày một là được nâng cao hơn. Việc ngành nông nghiệp đầu tư cho công tác nghiên cứu để không ngừng nâng cao chất lượng và sản lượng lúa gạo chính là cơ sở để người tiêu dùng nội địa thêm tin tưởng và ưu tiên dùng hàng Việt nói chung cũng như gạo Việt nói riêng. Còn bây giờ xin quý vị đừng vội chuyển kênh, bởi vì ngay sau đây sẽ là những thông tin hữu ích về hàng hóa trong nước được thể hiện qua chuyên mục Thị trường tiêu dùng. Với kết quả xuất khẩu gạo vào gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều năm liền, Việt Nam duy trì vị trí top 3 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới cùng với Ấn Độ và Thái Lan. Cuối năm 2018, Việt Nam lần đầu tiên công bố logo thương hiệu gạo và đã hoàn tất thủ tục đăng ký nhãn hiệu trong nước cũng như có quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quốc gia gạo Việt Nam. Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đăng ký với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Quốc tế và chờ sự đồng thuận của nhiều nước về nhận diện logo thương hiệu gạo Việt Nam. Trong khi đó, thị trường nội địa cũng ghi nhận không ít thương hiệu gạo đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Cụ thể, trong số 72 chỉ dẫn địa lý quốc gia và 6 chỉ dẫn địa lý nước ngoài đã được bảo hộ tại Việt Nam, ngành gạo chiếm tỷ lệ 8%. Với sản phẩm gạo thì chúng ta thấy một phía Nam này có rất nhiều sản phẩm gạo được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Gạo Một Bụi Đỏ Hồng Dân của Bạc Liêu, gạo Nàng Nhen Thơm Bảy Núi của An Giang, gạo Tám Xoan của Hải Hậu, Nam Định,
gạo Điện Biên, gạo Mường Lò của Yên Bái hay là gạo tẻ Già Xôi Xíu Mần của Hà Giang. Những cái loại gạo này sau khi có chỉ dẫn địa lý thì một trong những điều chúng ta thấy là giá trị nó gia tăng, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Và kể cả là khi đăng ký đối với chỉ dẫn địa lý hay kể cả nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận thì cũng thế, giá trị gia tăng ngay. Nó thể hiện ở hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là chúng ta bán được với số lượng nhiều hơn. Có những cái sản phẩm mà nói thật sự là ví dụ như gạo Mường Lò chẳng hạn thế, gần như là chúng tôi lên mà gọi là gạo họ đã đặt hàng hết rồi, bán không còn có sản phẩm để mà bán. Ngoài ra thì cái việc mà được bảo hộ chỉ dẫn địa lý thì cũng giúp cho chúng ta là thống nhất những cái chuẩn chung, những cái tiêu chí chung về chất lượng, về cách thức quản lý, về cách thức đưa ra thị trường, về cách thức quảng bá truyền thông và thương hiệu cho sản phẩm, giúp gì ạ? Giúp duy trì được chất lượng sản phẩm, nâng cao được uy tín của thương hiệu gạo kể cả trong nước lẫn trên trường quốc tế. Và xa hơn nữa, chúng ta biết rồi, nó sẽ đóng góp rất lớn cho cái việc là chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước, tăng cường gọi là thu hút đầu tư cũng như là du lịch vào Việt Nam chúng ta. Có thể thấy, chỉ dẫn địa lý đang dần chứng minh vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động sản xuất, thương mại và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản của Việt Nam. Điển hình như gạo Điện Biên, việc đăng ký thành công chỉ dẫn địa lý không chỉ giúp tăng giá trị cho loại gạo này mà còn tạo cơ hội cho sản phẩm tiếp cận và mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Đối với việc xuất khẩu thì chúng ta thấy rất rõ, đấy chính là gì ạ? Đấy chính là niềm tin của người tiêu dùng, của thị trường. Khi đăng ký chỉ dẫn địa lý, nó khẳng định được gì ạ? Là cam kết về chất lượng đặc thù và danh tiếng sẵn có của chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm gạo. Và vì thế nên là gần như những cái nhà đầu tư và thị trường nước ngoài, họ rất hiện giờ họ rất quan tâm vì nhu cầu của họ là phân khúc gì ạ? Một, gạo chất lượng cao; hai, có uy tín danh tiếng; ba là gì ạ? Khẳng định được là an toàn. Vì thế nên cái việc chúng ta sẽ có cái công cụ chỉ dẫn địa lý, chúng ta sẽ tạo điều kiện cho cái hoạt động xuất khẩu nó gia tăng. Và thực tế thì đối với sản phẩm gạo thì chúng ta vẫn đang luôn luôn là đứng khoảng thứ 3 hoặc là thứ 2 thế giới. Theo Bộ Công Thương, lượng gạo Việt Nam xuất khẩu hiện chiếm 15% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn thế giới. Việc xây dựng thương hiệu gạo Việt gắn liền với chỉ dẫn địa lý không chỉ góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt trên thị trường quốc tế mà còn là một trong những yếu tố quan trọng giúp người tiêu dùng nội địa nhận diện loại gạo chất lượng, từ đó tin dùng và thêm ủng hộ hàng Việt. Là nguồn thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, cung cấp lượng lớn protein, vitamin, chất xơ, khoáng vi lượng cho cơ thể, các loại ngũ cốc nguyên hạt được sử dụng ngày càng phổ biến hiện nay. Phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng từ nguồn nguyên liệu này cũng là hướng đi được các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành đầu tư. Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Hồng Hoa Organic Care, việc xây dựng mô hình theo chuỗi hoàn thiện từ khâu nguyên liệu đến sản xuất và phân phối như thế này không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt mà còn tạo ra các sản phẩm theo quy trình khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và mang lại lợi ích cho người sử dụng. Bản thân tôi, người nhà của tôi đã sử dụng sản phẩm và cảm nhận được cái sản chất lượng của sản phẩm rất là tuyệt vời, và tôi đã giới thiệu sản phẩm cho những khách hàng tại nhà thuốc của tôi. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như đậu đen, đậu nành, hạt sen, mắc ca, óc chó, hạnh nhân, mè đen, sau khi tuyển chọn được sơ chế, rửa sạch và rang thủ công bằng củi. Nhờ đó, thành phẩm lưu giữ lại hàm lượng dinh dưỡng tự nhiên, được ứng dụng trong từng dòng sản phẩm chuyên biệt như ngũ cốc lợi sữa, tăng cân, giảm cân, phù hợp với người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh đái tháo đường. Để chủ động nguồn nguyên liệu, đơn vị này còn đầu tư ươm mầm một số sản phẩm ngũ cốc phục vụ sản xuất. Và sản phẩm của công ty chúng tôi thì được Sở Công Thương của tỉnh Thanh Hóa cấp giấy an toàn thực phẩm, và mong muốn của tôi rằng sẽ đem những cái sản phẩm thiên nhiên an toàn này đến tay khách hàng trên mọi miền tổ quốc, cũng như là muốn đem lại cái sản phẩm này đến được ra nước ngoài. Có thể nói, ứng dụng và phát triển các sản phẩm tiêu dùng hướng đến chăm sóc sức khỏe như thế này là hướng đi giúp gia tăng năng suất cho nông sản Việt, đồng thời là cách thức hỗ trợ người tiêu dùng trong nước được sử dụng nhiều sản phẩm có lợi về mặt sức khỏe và tiết kiệm chi phí. Thank you.
theo kế hoạch số 220 của Ủy ban Nhân dân về việc thực hiện chương trình phát triển du lịch năm 2019 đến 2020, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đón 9.500.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, nâng mức tổng thu ước đạt 14.500 tỷ đồng. Để làm được điều này, việc tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch là vô cùng quan trọng. Với hơn 830 cơ sở lưu trú, gần 34.000 phòng, trong đó có 363 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao, được đầu tư sang trọng và hiện đại nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng khi mong muốn nghỉ dưỡng ở đây. Đến với thành phố Thanh Hóa, ngoài tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng có ý nghĩa lịch sử như Thành Nhà Hồ, cầu Hàm Rồng, di tích đồi C4, du khách còn được trải nghiệm kỳ nghỉ dưỡng với nhiều tiện nghi tại những khách sạn có vị trí đẹp nhất thành phố. Từ đây, khách du lịch có thể bao quát toàn cảnh thành phố và lựa chọn lịch trình tham quan phù hợp. Nếu ngại việc đi xa thì quảng trường Lam Sơn, nhà hát lớn là một số địa điểm du khách có thể viếng thăm khi đến xứ Thanh. Ở những khách sạn theo tiêu chuẩn 3 sao như khách sạn Sao Mai, việc đầu tư đồng bộ trang thiết bị tại hơn 100 phòng nghỉ góp phần mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm về sự tiện nghi trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, Sao Mai cũng có khu vực dành riêng phục vụ ẩm thực và các món ăn đặc sản cho du khách thưởng thức tại chỗ hoặc mua về làm quà tặng cho bạn bè, người thân. Ngoài ra, nếu có nhu cầu hội họp hoặc tổ chức hội nghị, khách đoàn cơ quan có thể liên hệ để được hỗ trợ tư vấn. Trong chuỗi giá trị ngành du lịch thì dịch vụ lưu trú chiếm vị trí trung tâm, có vai trò chiến lược thúc đẩy sự phát triển du lịch của địa phương. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đầu tư nâng cao chất lượng và đạt được những đánh giá tích cực. Gần đây nhất là giải thưởng khách sạn 3 sao hàng đầu toàn quốc do Hiệp hội Du lịch Việt Nam bình chọn, được trao cho một địa điểm lưu trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nằm ngay trên trục đường lớn, từ vị trí của khách sạn Lam Giang, du khách có thể dễ dàng đi đến các địa điểm du lịch văn hóa và tâm linh của tỉnh như thành cổ Nghệ An, khu di tích Kim Liên, đền Quang Trung, khu di tích lịch sử Truông Bồn, khu du lịch biển Cửa Lò. Với 115 phòng nghỉ được trang bị đầy đủ tiện nghi, khách du lịch có thể lựa chọn nghỉ ngơi, thư giãn sau nhiều giờ di chuyển hoặc thưởng thức ẩm thực ở khu vực nhà hàng, sức chứa 200 khách. Nếu yêu thích đặc sản súp lươn xứ Nghệ thì nhà hàng tại khách sạn là một địa điểm không thể bỏ qua trên hành trình của du khách. Tại đây, các món ăn chế biến theo phong cách đặc sắc, vùng miền sẽ mang đến cho khách du lịch trải nghiệm đáng nhớ. Bên cạnh đó, khách sạn cũng dành riêng khu vực phục vụ hội nghị cho khách đoàn khi có nhu cầu. Thưa quý vị, gạo là thực phẩm thiết yếu và có thể nói là thành phần không thể thiếu trong bữa cơm của mỗi gia đình Việt. Vì vậy, lựa chọn được một sản phẩm gạo sạch là điều ảnh hưởng rất quan trọng đối với sức khỏe của mỗi gia đình, mỗi người. Chúng tôi hy vọng sẽ đón nhận được nhiều thông tin chia sẻ từ quý khán giả thông qua email bbt.đồnghanhhangviet@gmail.com hoặc số điện thoại 028-2200-2714 và 2200-2816. Quý khán giả có thể xem lại những chương trình đã được phát sóng thông qua website truyenthonglongviet.com, đồnghanhhangviet.com hoặc kênh YouTube của chương trình Đồng Hành Hàng Việt. Chương trình này được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt. Phát sóng lúc 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại.